Từ hơn một năm nay, các phương tiện khi lưu thông trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đều luôn bị ám ảnh trước một khu dân cư không một bóng người, hiện sưng sững bên đường. Hiện lên rõ nhất là hàng chục căn nhà bị tốc mái, lòi cả dàn kèo cột. Những tấm bạc che chắn rách tan nát, bay phức phơ theo gió. Những căn nhà siêu vẹo còn lại đều khóa kính cửa, nhiều căn đổ sập, vườn vải gạch và ngói. Theo người dân địa phương kế cận cho biết, Trước kia nơi đây là khu dân cư của nhiều người dân từ các tỉnh của miền Trung kéo về đây sinh sống với nghề làm muối. Khi cơn bão số 12 vào tháng 11 năm 2017 ập vào đã tan phá kinh hoàng khu dân cư nơi đây. Do nhiều căn nhà bị hư hỏng quá nặng, không có điều kiện để sửa chữa, nên những cư dân tại đây đã cùng nhau đi tìm nơi khác sinh sống, khiến cả ngôi làng bị bỏ hoang, không còn người ở và đã biến khu dân cư này chẳng khác như một ngôi làng ma, gây rùng mình cho những người dân khi đi qua khu vực này, nhất là về đêm.